Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nhà tiên tri Nguyễn Phương Hằng đã phong ấn thì khó thoát. Nếu như trong thần thoại xưa có thần cơ dự toán Lưu Bác Ôn, một nhà tiên tri thần sầu, được ví như một vị thần tái thế mang sức mạnh siêu nhiên, hô mưa gọi gió, nắm rõ lịch sử 500 năm trước và tiên lượng cho 500 năm sau. Còn trong thời hiện đại có bà Phương Hằng được cho là một nhà tiên tri đình đám về những lời tiên đoán chính xác với tỷ lệ rất cao. Những lời tiên tri của bà tính tới thời điểm hiện tại vẫn còn nhận được sự quan tâm và theo dõi của rất nhiều người. Còn hiện tại với những gì đang diễn ra, những câu nói của nữ siêu Nguyễn Phương Hằng đang có những sự trùng hợp khá bất ngờ về những diễn biến ngoài xã hội. Trong mấy ngày qua, nhiều người đã gọi vui rằng, phán, hai phán chuẩn lắm, nhà tiên tri Nguyễn Phương Hằng ơi. Ở đây chúng ta không cổ suý cho việc mê tín hay là sự so sánh thần thánh hóa một ai cả, mà ở đây chỉ là từ tình cảm sự yêu thương của những người mến mộ nữ CEO gọi vui trong khoảng thời gian mà nữ CEO tạm thời ẩn mình, chờ ngày tỏa sáng, chứ không phải u mê xưng danh trịch thượng như ông Hoàng Nhạc Viện, nữ hoàng gì gì đó đâu nha quý vị. Bởi như vừa rồi, hàng loạt những cái tên đã được công an bắt vào sổ khám để điều tra, đến sơ qua như là Hàn Ni, Trần Văn Sĩ và mới đây là ba cha con nhà Dr. Thanh, nước giải khát duy nhất tại Việt Nam có con ruồi bên trong. Từng được báo chí và truyền thông ưu ái quan tâm suốt một thời gian dài, phải mất rất nhiều mồ hôi và tiền bạc mới có thể xử lý êm đẹp được. Chuyện nhờ nhúa khi xưa quay trở lại với biệt danh của nữ CEO của chúng ta. Nước trong quá khứ, các thời gian mà nữ CEO còn livestream trò chuyện cuộc đời thế sự với chúng ta, nữ CEO đã được mệnh danh là nữ bao chứng, phán xét những thói hư tật xấu của một bộ phận nghệ sĩ hướng đời đi theo lối văn hóa văn minh thế này. Ngoài biệt với nữ bao chuẩn công chính, liêm minh, thì nữ CEO đã được mọi người yêu mến đặt cho danh hiệu là nhà tiên tri, CEO. Những ngày gần đây, các thông tin liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như những người liên quan từng được bà gọi tên đã và đang liên tục làm nóng cộng đồng mạng, không còn là những lời đồn đoán mà dần dần những câu nói của nữ CEO đã trở thành hiện thực. Một minh chứng là Vy Oanh và Dr. Thanh, nếu những ai đã từng theo dõi, nữ CEO chắc chắn sẽ nhớ tới thời điểm nữ CEO đang thẳng thắn tranh luận với cô bông lan trứng muối kia. Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm khi cô bông lan trứng muối này dám phản bác khá cứng trước những lời nói của nữ CEO xưa. Giờ ai cũng biết câu không có lửa làm sao mà có khói, trâu không uống nước sao mà Vy Oanh được đầu trâu, đúng không quý vị? Bạn phải có mờ ám thì bạn mới giật mình. Lúc bấy giờ, phía thủ địch cũng đã đấu tố khá gay gắt với phía bà Phương Hằng. Vào thời điểm đấy thì nữ tiên tri của chúng ta cũng đã đưa ra một lời sấm truyền như sau. Cụ thể vào năm 2021, tại một livestream, bà Hằng có nói: quý vị biết tại sao con Vy Oanh dám đấu với tôi không? Vì nó có Dr. Thanh chống lưng nên mới đủ tiền để chơi. Nhưng mà quý vị yên tâm đi, một khi mà bị bớ thì sẽ bớ cả đôi. Kết quả là mới đây Vy Oanh đã có thông tin bị cấm xuất cảnh vào tuần trước, thì một tuần sau Dr. Thanh cũng đã bị bắt, mà còn tặng kèm theo hai cô con gái của ông ta. Nhiều người đã nói vui rằng thì ra Vy Oanh cảm nhận được phía Dr. Thanh đã hết phép nên nhanh chóng là gửi truyền tin về Mỹ để cầu xin sự thương hại với các quan chức của Mỹ. Bờ vai bé nhỏ này biết nương tựa vào ai nữa đây, trong khi Dr. Thanh đã bị lực lượng cơ quan chức năng ập thẳng vào nhà và đưa đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và nhém tin nữa là bật ngửa chắc chắn. Đây cũng là cảm xúc của Vy Oanh khi đọc được tin này từ phía báo chí. Bánh bông lan này chắc chỉ còn bánh không hết trứng muối bên trên rồi. Vy Oanh chuyến này chịu khó đi Mỹ Tho chơi vài hôm hoặc là ra Mỹ Đình xem bóng đá. Vào ngày này được hô tên nha, còn đâu nữa một Vy Oanh nhảy tung tăng trên bờ biển cầm trái Dr. Thanh uống ừng ực, cười đùa lướt sóng, đua cano bay lơ lửng với khinh khí cầu, tận hưởng cuộc sống không lo bị nóng, mà nay chắc đang run rẩy lẩy bẩy chờ cái giây phút bị ai đó mặt cỏ cửa, không biết có còn đủ tâm trí để bán bánh bông lan trứng muối nước không. Bên cạnh lời tiên tri đã thành hiện thực vừa rồi thì chắc hẳn quý vị đang trông chờ và đợi thêm một vài lời tiên đoán nữa trở thành hiện thực, đúng không? Và bản tin SPTV sẽ theo dõi và cập nhật nhanh nhất có thể. Và bây giờ hãy cùng kênh SPTV lướt qua thêm một lời sấm truyền cực kỳ nảy lửa và uy tín đến từ nữ CEO của chúng ta. Hồi tháng 2 năm 2022, nữ CEO nói tụi bay cứ chờ đi.
Từ giờ tới cuối năm sẽ có biến động lớn, hàng loạt chiếc ghế sẽ bị bay. Nếu không đúng thì tao không phải Phương Hằng. Tụi bay nên nhớ tầm như tao với ông Dũng thì không dễ chơi vậy đâu. Tao chấp nhận bị bất công để đòi lại quyền lợi cho người dân, đặc biệt là người dân miền Trung. Mùa lũ lụt rồi sẽ có một cú lội ngược dòng của tao. Tụi bay ai rồi cũng có phần hết, không thoát được đâu. Đừng ở đó mà thấy hoa nở mà tưởng xuân về. Ở đây, bản tin SVTV của chúng tôi xin phép không bàn sâu về vấn đề chính trị. Ở câu đầu tiên, hàng loạt chiếc ghế sẽ bị bay. Nó khá giống với trường hợp 3 chiếc ghế bị bay màu vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 vừa qua. Hai chiếc ghế phó thủ tướng và một chiếc ghế thủ tướng, một sự trùng hợp đến ngỡ ngàng và hàng loạt các vị trí cao thuộc các cục đăng kiểm cùng lần lượt được nhắc tên và các hiện tượng như là Việt Á chuyên bay giải cứu cùng dần dần đi vào hồi kết. Hàng loạt các sự kiện cứ trùng khớp với câu nói của bà khiến những ai theo dõi dòng chảy của sự kiện cũng phải nổi hết da gà. Bộ tứ Trần Quý Thanh, Dr. Từ Thanh Tân, Hoàng Minh, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết cũng đã được gọi tên thật sự. Có quá nhiều điều mà chúng ta phải suy ngẫm về các câu nói của bà Hằng phải không quý vị? Lời bà có nhắc đến bà con miền Trung thì hy vọng sắp tới đây sẽ có những cái tên khác có liên quan được vạch trần để bà con người dân miền Trung không còn bị lợi dụng mang ra kêu gọi từ thiện nữa. Thật là tàn nhẫn và vô tâm khi lợi dụng nỗi đau của người khác để rồi kiếm tiền cho mình trục lợi cá nhân. Người dân miền Trung bị những cơn lũ giằng xé, thiếu ăn, thiếu mặc, nhà cửa cũng không còn nguyên vẹn nhưng không hiểu sao một số người lại nhẫn tâm lợi dụng điều đó. Rồi khi bản thân được cơm no áo ấm, nhà đẹp, xe sang có quay lại cảm ơn bà con miền Trung cực khổ hay chưa? Người ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vậy mà cơm còn chưa kịp ăn, nước lũ còn chưa kịp rút, mà tiền từ thiện thì đã hết. Kết thúc lời tiên tri, bà Hằng còn nói thêm, chờ cú lội ngược dòng của bà thì ai nấy cũng có phần hy vọng sẽ thành hiện thực để không phụ lòng quý vị đã trông ngóng sự trở lại của nữ CEO trong suốt thời gian qua. Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc. Chiều ngày 13 tháng 4, bà Đinh Thị Lan, 47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy mời bà lên làm việc để làm rõ nội dung vụ việc mà phòng cảnh sát hình sự PC02 đang giải quyết. Theo giấy mời, cơ quan công an yêu cầu bà Lan có mặt tại phòng PC02 lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 4. Chia sẻ với phóng viên, bà Lan cho biết trong giấy mời không ghi nội dung cụ thể của buổi làm việc này và bà sẽ ủy quyền cho mẹ và em gái đi thay, đồng thời nộp bản giải trình cùng các tài liệu có liên quan. Vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Vào tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mời bà Lan đến làm việc để làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, bà Lan cũng đã ủy quyền cho mẹ ruột và em gái đi thay. Trong bản tường trình gửi cơ quan công an gần đây, bà Lan không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại và có kiến nghị khởi tố điều tra thêm 46 YouTuber với vai trò là đồng phạm của bà Phương Hằng. Theo bà Lan, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng chỉ ba thì chủ các kênh YouTube cũng vu khống làm nhục bà trên mạng xã hội. Do đó, bà Lan đề nghị cơ quan điều tra khởi tố 46 YouTuber nêu trên. Trong tường trình, bà Lan cũng nêu rõ có 15 kênh YouTuber đã dừng việc vu khống, 31 kênh còn lại thì vẫn đang tiếp tục thực hiện hành vi. Trước đó, bà Lan đã có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng bà Hằng thường xuyên lên mạng làm nhục bà với nhiều từ ngữ tục tĩu. Thưa quý vị, cho một thông tin cực sốc về vụ Tân Hiệp Phát thì sau khi Dr. Rùi bị bắt, lộ thêm nhân vật đứng sau lưng hậu thuẫn và cộng đồng mạng cũng liên tục reo tên cô ca sĩ Vy Oanh là con tốt thí trong vụ án chấn động. Cũng vào ngày hôm qua, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 175 Luật Hình sự. Trong số các bị can, C01 bắt tạm giam ông Thanh và bà Uyên
Theo Công an, đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Quá trình điều tra đến nay, C01 đã có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quý Thanh cùng các con